Những ngày cận Tết, mỗi gia đình lại tìm cho mình những loại cây để gửi gắm những mong ước cho những ngày xuân năm mới. Và trong chuyến hành trình trải nghiệm làng nghề cây cảnh tại Văn Giang Hương Yên, điều ấn tượng với Thiên An, sự sum xuê của cây trái thể hiện sự sum vầy và màu vàng của những quả bưởi thể hiện cho tài lộc. Và mấy cây bưởi đẹp quá. Các cây bưởi này là tuổi hơn 30 năm rồi. Anh lấy gốc về anh làm 3 năm nay rồi đưa lên chậu được như này đấy. Từ ngày xưa ra là mình nói là cây bưởi chua và bưởi ngọt. Thì là thường là trung thu rằm tháng 8 là người ta đã bẻ quả rồi. Thế nhưng đây là bưởi diễn thì đem ra là vào thường là để bày mũ quả đấy. Nó mới trụ được vào đến Tết. Ngày Tết mình có thể ngắt vài quả, mình đặt lên bàn gia tiên để bày mâm ngũ quả thì chắc là rất là tuyệt đúng không ạ? Ừ, quá tuyệt vời. Anh ơi, đây là cây bưởi đúng không? Sao chả cành chả lá gì ạ? Đây là cây bưởi này là về thời kỳ cuối năm là chúng tôi đi khai thác về. Cây này nó là những cây bưởi nó già cỗi rồi. Chúng tôi cải tạo lại để cho nó trẻ hóa ra. Chăm sóc sang xuân bắt đầu là nó lấy lộc, sẽ chăm bón là giãn ra vài cấp lộc, chúng tôi sẽ phải tạo tán khoảng 1-2 năm đưa lên chậu chúng tôi làm lấy quả. Cái vấn đề khó khăn về sâu bệnh thì có ảnh hưởng gì nhiều không ạ? Sâu bệnh nó cũng có khó khăn nhưng mà các nhà sản xuất người ta đưa ra những cái thuốc sinh học diệt các loại sâu bệnh là rất tốt, an toàn, thân thiện với môi trường. Khó khăn là cái thời điểm mà đem về cái tỷ lệ sống sót không cao lắm. Cái đất đai này nó cũng ảnh hưởng rất nhiều bởi vì là anh em chúng tôi ở đây là cũng phải đi kén chọn các loại đất phù sa mà chỉ có ở ven sông Hồng mới có, đưa vào cây này nó mới được tươi đẹp như thế. Một cây bưởi như thế nào thì gọi là đẹp để có thể chơi trong ngày Tết được ạ? Chủ trương nhất là cái số lượng quả lá xanh, lộc đẹp. Tại cửa sân nhà mình mà 200 quả bưởi thơm lắm. Như nhà mình là có những cái cây 200-300 quả đấy. Nhà mình thì mình hay chơi cây cảnh gì ạ? Đào, quất, bưởi. Tức là em với chị đi một vòng để xem cây nào đẹp mình chọn lựa xem nhé. Tỏ bằng cái mũi luôn. Chơi quả này thơm này. Cái này để làm gì đó? Cái này là cái để đuổi ruồi vàng vì là cái quả nó thơm là ruồi vàng nó rất hay đến. Như anh đi chọn mua này thì anh đánh giá cái bưởi như thế nào thì là một cây bưởi đẹp? Thế cây ở trước. Ừ. Tán quả lộc lá nữa nhỉ. To đều đẹp. Cây dáng nó độc lạ, ví dụ là dáng là mẫu tử. Và còn đâu là những cái dáng bưởi quần tụ là nó có những khoảng 5 hoặc 6 thân. Với cây này thì không biết là có dáng gì không ạ anh? Nó có 3 trụ chơi để đón đầu xuân năm mới, người ta gọi vững như kiềng ba chân. Anh mong ước điều gì nếu có khi mà mình chơi bưởi trong ngày Tết thì ạ? Gia đình sum vầy, làm ăn thuận buồm, đầy đủ như những cái quả mình chơi này. Cây bưởi cảnh này nó đã đổ vàng được thì nó lại lá xanh và có lộc. Gia chủ chơi đầu xuân nó được cái tươi tốt. Cái điều vinh dự nhất của chúng tôi là nó đang là cây già, cây thoái hóa mà mình đem về mình trẻ hóa được lại nó để đến lúc mà đưa đến tay người tiêu dùng. Đấy là những cái niềm vui của những người làm bưởi chúng tôi. Bưởi cảnh Văn Giang hiện nay được trồng và tạo thế tại vùng đất Văn Giang Hương Yên. Người chơi cây cảnh vẫn thường gọi cây bưởi cảnh này là bưởi diễn cảnh và được chơi nhiều trong ngày Tết với những kiểu mẫu khác nhau như bưởi to, thế đẹp, bưởi cổ thụ, bưởi an, bưởi nhỏ tài lộc.